Thưa quý vị, theo quy định, đối với các ngành học mang tính đặc thù, ngoài kiến thức văn hóa, đòi hỏi thí sinh phải thi năng khiếu mới đủ điều kiện để xét tuyển. Sáng nay tại trường Đại học Đồng Nai, gần 100 thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành sư phạm giáo dục mầm non đã bắt đầu thi phần năng khiếu, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt tại trường Đại học Đồng Nai để chuẩn bị cho phần dự thi của mình. Khác với các môn thi tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, ở phần thi năng khiếu, thí sinh không có chương trình ôn tập hoặc nội dung để chuẩn bị nên nhiều thí sinh tỏ ra khá lo lắng. Tham dự phần thi năng khiếu, thí sinh phải trải qua hai nội dung, đó là kể chuyện và hát. Mỗi thí sinh sẽ có từ 5 đến 7 phút để trình bày phần dự thi của mình. Ghi nhận cho thấy hầu hết thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ cho phần dự thi của mình và chọn xét tuyển vào ngành sư phạm giáo dục mầm non xuất phát từ lòng yêu trẻ. Tại vì bản thân em rất là thích con nít nên là em muốn được vô cái ngành đại học giáo dục mầm non này để có thể mai mốt ra ngoài có việc làm là chăm sóc con nít ạ. Với lại được tiếp cận với mấy em nhỏ. Hôm nay em đi thi năng khiếu thì em có chuẩn bị cho em một câu chuyện và một bài hát để em dự thi. Em cũng chuẩn bị cho em một tâm lý thoải mái, tự tin. Em chọn ngành này á là một phần là em yêu thích nó, biết là có hơi vất vả một chút, nhưng mà tại vì em cũng thích trẻ con và em chọn ngành này từ năm em học lớp 10 rồi, em đã xác định là em sẽ học ngành này. Theo kế hoạch tuyển sinh của trường Đại học Đồng Nai, năm học 2023-2024, trường tuyển 85 chỉ tiêu ngành giáo dục mầm non, trong đó hệ đại học là 65 chỉ tiêu và cao đẳng là 20 chỉ tiêu. Đối với ngành giáo dục mầm non thì trường Đại học Đồng Nai tuyển 2 hệ, hệ đại học giáo dục mầm non và hệ cao đẳng giáo dục mầm non với 2 phương thức luôn, phương thức điểm thi trung học phổ thông 2023 và phương thức xét tuyển học bạ. Tuy nhiên ở phương thức xét tuyển học bạ thì nhà trường dành chỉ tiêu rất là thấp, chỉ có 10% chỉ tiêu thôi. Thì để mà thi tuyển tuyển vào giáo dục mầm non thì bắt buộc các em phải có cái phương thức thi năng khiếu. Thì đối với phương thức thi năng khiếu năm nay thì trường tổ chức hai môn năng khiếu là môn hát và kể chuyện. Theo kế hoạch, ngay trong tuần này, trường Đại học Đồng Nai sẽ công bố điểm thi môn năng khiếu. Qua đó thí sinh sẽ thêm tự tin khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục Đào tạo để thực hiện ước mơ của mình là có thể trở thành cô giáo mầm non trong tương lai. Thưa quý vị, những năm gần đây thì tình trạng thiếu giáo viên mầm non luôn xảy ra ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Do đó cái việc mà thí sinh đăng ký vào ngành giáo dục mầm non sư phạm năm nay thì chắc chắn là sẽ góp phần vào giải quyết được cái tình trạng thiếu giáo viên trong thời gian tới.